xin giới thiệu đây là dàn mini, model là Victor 7 màu. Model chính thức của nó là Victor A70MD. Dàn này lỗi CD và MD nên mình nghe nhạc qua ngõ AUX, hai đầu AV ra 3.5, dùng kết nối điện thoại, TV, máy tính và nhiều thiết bị ngoại vi khác. Ở đây mình có thể chỉnh được màu sắc nha. Random nè. Thích màu nào chỉnh màu đó, hoặc là cho lấp lánh 7 màu. Thì hiện tại em sẽ cho random là mình có thể chạy demo 7 màu rất là đẹp. Đây được gọi là dàn nữ hoàng phòng ngủ. Vì sao? Vì cái đèn LED xung quanh cái màn hình nó lấp lánh 7 màu rất đẹp, thay cho đèn ngủ ok. Vì chất lượng âm thanh của dàn này rất là đỉnh tai, budget đầy đủ. Mình nghe nhạc vàng, nhạc trẻ hay nhạc đen đều ok. Vì ngoại hình bắt mắt, vì chất lượng âm thanh hay, vì giá thành rẻ hợp túi tiền, nên đây là một bộ dàn xứng đáng để mua. Chỉ có vài trăm ngàn thôi đã sở hữu được một bộ dàn nội địa Nhật chất lượng hay chuẩn như vậy. Bây giờ mình cùng nghe nhạc test nha, rồi em sẽ giới thiệu thêm các tính năng trên dàn. Hôm nay ngày Chúa Nhật, vườn tàu ngọ em đến thăm anh, đường quang trung nắng đổ xa xôi mà em đâu có ngại khi tình yêu ngút ngút cao lên rồi. Ta nhìn nhau bâng khuâng, đâu biết rằng chuyện đôi ta sẽ vui hay buồn. Ngày mai xa đơn vị, đường trần hai lối mộng thôi, từ đây biến xa sao. Nếu chúng mình ước hẹn ngày tao ngộ, xa quá anh ơi, thời gian xin lắng đọng đời chờ. Chắc âm quá xuất sắc đúng không? Giá thành chỉ vài chục ngàn, sorry, giá thành chỉ vài trăm ngàn mà chắc âm xuất sắc như vậy. Chiều cao của loa là 22 cm, chiều ngang cả bộ dàn là 45 cm. Dàn sử dụng tốt cho phòng 20-25 m². Hàng nội địa Nhật chạy điện 100V, vừa lòng đường cắm nhầm 220. Nếu có nhu cầu mua đổi nguồn kèm chung dàn thì liên hệ em, giá cục đổi nguồn là 200 ngàn. Hoặc nhà các anh có ổn áp, cứ lấy nguồn 100-110V ra sử dụng. Bên em có khiển học chỉnh full chức năng trên dàn. Cách nào có nhu cầu mua khiển học kèm dàn thì liên hệ em. Đây là ngõ cắm anten IFM để mình nghe radio. Công suất âm ly là 49W, công suất lo là 48W trên cặp lo. FM là 108 full Đài Việt Nam. Đây là ngõ AUX, cái nói điện thoại, TV, máy tính. Góc cạnh của lo rất là ok, hình thức đẹp. Mặt sau đây. Mua hàng thì vui lòng chuyển đủ 100%, em sẽ tặng cho các anh một cái jack Avera 3.5 dùng kết nối điện thoại, TV, máy tính. Nếu mình không muốn chuyển đủ thì vui lòng chuyển cọc cho em 300 ngàn, số tiền còn lại bưu điện sẽ thu hộ. Mình nhận hàng thì thanh toán phí ship cho bưu điện giúp em, bên em bán hàng không bao ship. Vui lòng gọi đến số điện thoại cũng như Zalo 0931008099 để em tư vấn và chốt hàng cho mình. Mua hàng thì vui lòng cọc hoặc chuyển đủ nha, để tránh trường hợp đặt ảo bơm hàng thì bên em sẽ lỗ ship, nên vui lòng cọc thì em mới chuyển hàng. Cái này các anh thông cảm giúp em. Bây giờ mình nghe thêm một đoạn nhạc test, mình sẽ kết thúc clip. Chất lượng âm thanh quá tuyệt vời, khỏi bàn cãi. Với giá thành như vậy thì đây là một dàn vượt ngoài tầm giá rồi. Ai ngùng thấy chân bước đi không đây. Mua khiển học hay là mua đổi nguồn thì liên hệ giúp em nhé. Phong sương vai gánh nặng, tình non sông bước chân miên mài, dù núi biếng sông dài, dù trời cao đất lạ, đừng buồn nghe.